Hoàng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của Vietfi TV đang theo dõi loạt phóng sự của đặc biệt của chúng tôi về các chủ doanh nghiệp tại Sydney cũng như tại Melbourne trong cái đợt phong tỏa lần này. Và kính thưa quý vị, khách mời ngày hôm nay của Kim Hoàng đó là chị Anna Huỳnh, chủ quán phở Anna tại thủ phủ Capramatta của cộng đồng người Việt tại Sydney. Kính chào chị Anna. Anna xin kính chào Kim Hoàng. Anna xin kính chào khán thính giả của Vietfi TV. Vâng, thưa chị Anna, phở Anna của mình đã mở tại Capramatta bao lâu rồi chị? Chị mở được 2 năm rồi em. Dạ, khoảng thời gian nào là chị bắt đầu khai trương quán của mình vậy chị? Thì khoảng là cuối năm 2019. Cuối năm 2019. Nghĩa là trước lúc COVID bắt đầu đó là chị đã mở. Trước đó vài tháng. Dạ rồi. Như vậy thì vài tháng đầu khi mà COVID chưa xuất hiện đó, thì cái sinh hoạt của mình đó chị, nó, em biết là dĩ nhiên thời tiền COVID thì sinh hoạt nó sẽ tốt hơn so với cái thời COVID. Vậy những cái tháng đầu tiên đó so sánh với lại cái thời điểm của tháng 3 là khi COVID bắt đầu xuất hiện và sau đó thì Sydney đã rơi vào tình trạng phong tỏa, thì cái thu nhập của mình và cái kinh doanh của mình nó đã bị thiệt hại ra sao so với những tháng đầu tiên khi chị khai trương nhà hàng của mình? Thì bị ảnh hưởng nhiều lắm em. Nếu mà nói thì chị không có biết là chính xác nó như thế nào, nhưng mà nó bị ảnh hưởng rất là trầm trọng. Rồi, như vậy là sau khi cái đợt phong tỏa đã chấm dứt và tất cả mọi doanh nghiệp đã được mở cửa trở lại trong năm 2020, thì cái khoảng thời gian mà chị từ lúc phong tỏa cho tới khi mà chúng ta mở cửa hoạt động trở lại, mình có mất nhiều thời gian để mình có lại cái lượng khách như là cái thời điểm cuối năm 2019 hay không? Đúng như vậy, mình mất nhiều thời gian lắm em. Tại vì khi mở trở lại á, thì một số khách cũng còn sợ sệt á, cho nên không có dám. Rồi khi khoảng là vài tháng bắt đầu là khách đông đông lại, thì lúc đó là mình cứ tưởng là sẽ sinh hoạt lại giống như bình thường rồi. Cũng có plan đó là kỳ này là Tết Trung Thu là sẽ được tổ chức Capramatta rồi, là tưởng đâu là ngon lành trở lại. Nhưng mà đùng một cái đó, nó lại dịch nó trở lại, nó càng thê thảm còn hơn nữa. Dạ, và khi chúng ta cũng biết là tất cả khu đô thị Sydney mở rộng đã bắt đầu chính thức bước vào tình trạng phong tỏa vào ngày 26 tây tháng 6, cho đến thời điểm này gần cuối tháng 9, chúng ta vẫn còn đang bị phong tỏa. Và trong thời gian phong tỏa này, những cái doanh nghiệp như là nhà hàng của chị thì vẫn tiếp tục được quyền bán takeaway cho khách mang về. Và chúng ta thử so sánh cái số lượng bán takeaway của năm nay so với cái số lượng mà chúng ta bán takeaway của năm ngoái 2020, thì cái mức độ, cái sức bán của thời điểm nào khá hơn vậy chị? Nói thật thì cái thời điểm này á, thì bán được hơn là cái lockdown kia rồi. Cái này là đối với cái tiệm của chị, nhưng mà chị không biết là mấy tiệm khác thì như thế nào. Thì tại vì chị mới vừa ra thì không bao lâu thì đã bị lockdown rồi. Khi một thời gian bán buôn á, có thể là chị quen với khách hàng, khách hàng biết chị nhiều hơn, chính vì vậy mà cái lần này á thì chị bán á, thì chị thấy nó được khá hơn cái lần trước. Nhưng mà lần trước á thì được bù lợi là được chủ tiệm á, chủ shop á, họ bớt cái tiền rent nhiều lắm. Còn lần này đến bây giờ chị cũng chưa có nhận được cái trả lời của chủ shop là có bớt cho chị được phần trăm nào hay không. Cho nên nếu mà chúng ta tính toán chi tiết hơn thì cái những cái thiệt hại của năm 2021 có lẽ nó nhiều hơn năm 2020, phải không chị? Chị cũng nghĩ như vậy. Mà riêng về cái tiệm của chị á, thì tại vì năm 2020 á, thì lúc đó chị mới mẻ quá, chị chưa nằm trong cái diện của chính phủ trợ cấp, cho nên chị không có được cái tiền. Thì lúc đó chị cũng hơi mệt, với lại bán ít hơn.
Còn lần này á, thì chị cũng được một số tiền của chính phủ trợ cấp, cộng thêm mình bán được cũng nhiều hơn. Nhưng mà cái tiền chi phí cho nhân viên á, thì nhiều hơn, là tại vì chị ra, nếu mà lockdown lần này thì chị cũng có một cái thời gian là bán cũng được 2 năm. Thì trong thời gian này á, thì nhân viên làm cũng ổn định, cho nên chị phải sắp xếp làm sao để cho nhân viên chị có 1 2 ngày làm trong một tuần vậy đó. Cái thứ nhất đó là cho giải trí đỡ bị stress. Cái thứ hai nữa thì về cái mặt tình cảm thì mình cũng nên cho mấy chị em mỗi người đều có một 2 ngày làm đó, thì điểm của chị thì vậy. Về cái mặt mà cái nguồn thực phẩm của chúng ta đó chị, thì mình có bị trong cái tình trạng là giá cả gia tăng hơn so với thời kỳ những tháng trước đây hay không? Với thời phong tỏa này có những cái gì khó khăn hơn trong cái vấn đề những cái nhu cầu cung ứng của mình hay không? Yes em, thà lên cao nhất là bò, lên đến nỗi không tưởng tượng luôn, xương bò cũng lên luôn, nhưng mà đồ ăn mình thì không dám lên, tại vì trong lúc lockdown như vậy á, mình biết đó là bà con cũng thắt lưng buộc bụng, rồi thêm cái nữa, nếu mà mình sợ mình lên đó thì khách bỏ mình đi, rồi với lại trong cái lúc này như vậy á, thì chị nghĩ thôi kệ đi, mình có bác còn hơn là không có. Giống như mình thay vì hồi trước mình lời được khá khá, bây giờ mình lời chút xíu thì nó như vậy còn hơn là mình lên giá rồi thì mình bán không được. Có nghĩa là trước đây mình có thể lời là 1 đồng thì bây giờ mình chỉ còn có thể lời khoảng 50 cent thôi, nhưng mình vẫn cũng cảm thấy hài lòng với lại cái hiện tại của mình phải không chị? Tại vì trong lúc khó khăn này thì nếu mà không nên đòi hỏi, tại vì ai cũng bị hết, thì bây giờ mỗi một người mình tìm cách xăm xoay sở cho cái business của mình để mà cố gắng mà vượt qua được cái lúc mà thê thảm nhất thôi, chứ còn lúc này thì chị nghĩ không có ai mà kiếm lời được đâu lúc này đâu. Trong cái quá trình những tuần lễ vừa qua đó, Sydney của chúng ta và đặc biệt Parramatta là một trong những cái ổ dịch được cho là lớn nhất trong cái đợt phong tỏa lần này, thì với một cái quán phở chúng ta mở cửa kinh doanh mỗi một ngày như vậy, chúng ta có gặp khó khăn gì về vấn đề y tế vệ sinh hoặc là vấn đề cảnh sát hay không chị, trong cái những cái vi phạm về luật lệ phong tỏa? À, đối với tiệm của chị á, thì chị cảnh sát cũng có tới check cũng mấy lần nhưng mà everything ok. Nhưng mà gặp cái khó khăn á, là cái khó khăn khác. Để chị nói giả sử như vậy nè, bình thường ví dụ như trong tiệm mình đi, ví dụ như trong bếp 4 người, ở trước 2 người hay gì, thì bây giờ có thể là trong bếp 2 người, đằng trước 1 người thì mình cắt bớt. Mà khi có lúc á, thì bán á, thì không có người khách nào, thì có lúc có nhiều khi ở trên phone, ở trên giống như DoorDash, Uber, rồi ở ngoài đó tự nhiên mình cũng nó ngộ lắm, cái bác cũng nó ngộ lắm, khách vô cùng một lúc thì bắt đầu chạy, rồi nhiều khi bị khách giống như là không có happy thì hối rồi này kia đó, thì đó mình thì cái đó là cái khó khăn nhất, tại vì bây giờ nếu mà mình chuẩn bị đông quá thì cái tiền chi phí cho nhân viên không có đủ, mà nếu nếu mà gặp mà cùng một lúc mà 10 cái order vô á, mấy chị gặp khó khăn cái chỗ đó. Rồi nhiều khi thì có một số khách thì cũng cũng thông cảm lắm, còn một số thì mình cũng phải tìm cách nào để mình nói để cho giống như là khách hiểu cho mình, đừng có buồn, thì cái đó mà cái mà mấy chị gặp khó khăn dữ lắm cái phần đó. Em nghĩ là cái khó khăn mà Phở Anna đã trải qua thì cũng như là khó khăn của những nhà hàng khác, là bởi vì cái vấn đề nhân viên không thể nào giữ toàn thể nhân viên lại giống như trước đây, mà tất cả đều bị cắt giảm, và khách hàng thì cần phải có cái sự thông cảm trong cái hoàn cảnh hiện nay. Mà tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể an ủi là cái lượng khách hàng đông như vậy chứng tỏ là Phở Anna cũng một phần nào đó gây được một cái tiếng vang hoặc là có được một cái thế đứng rồi thì mới có được một cái sự ủng hộ đông đảo. Nói đi nói lại đó cũng sẽ là một cái niềm vui của một người chủ phải không thưa chị? Chị nói thiệt, chị rất là yêu cái nghề này, cho nên chị làm việc chị không thấy mệt mỏi, mà mỗi sáng thức dậy á, chị cũng không có thấy chán nản,
mà khi mà gặp khách hàng á, rồi mình ra gặp nói chuyện với khách hàng giống như những người làm bưu điện, taxi, đồ này kia đó, nói chuyện rất là vui, rồi bạn bè support chị, rồi giống như những người khách, những người di dân đó. Mặc dù chị mới mẻ thì chị có cái lượng khách ít, nhưng mà cái phần mà khách đó hài lòng với chị á, thì chính vì những cái đó, đó là những cái mà động viên cho chị làm chị không biết mệt mỏi mà cũng không có biết chán nản. Rồi thêm một cái quan trọng nữa là chị là người đạo Công giáo, thì chị không phải là con chiên ngoan đạo, nhưng có một điều á, mỗi sáng đi làm ở trên xe, lái xe đi là chị đọc kinh, rồi chị cảm ơn Chúa là cho con có một ngày mới, rồi con xin phó thác cái ngày làm của con cho Chúa. Thì như vậy rồi á là tự nhiên là chị cảm thấy là chị yên tâm hết mọi sự, chị cứ ra rồi chị cầm cùi chị làm, rồi chị vui vẻ, thì cứ ngày tháng nó cứ qua qua như vậy hoài vậy đó, thì chị rất là vui vẻ, thì cũng mong chờ cho nó qua hết dịch để mà mình chào đón khách rồi bạn bè rồi mình được vui vẻ giống như ngày trước vậy đó. Em nhìn chị thì em nghĩ rằng là tất cả những cái khó khăn là đã đi qua rồi, bởi vì chúng ta ở vào cái thời điểm cuối cùng của cái đợt phong tỏa lần này rồi, chắc chắn là vấn đề mở cửa sẽ sớm được thực hiện mà thôi, và nó sẽ rơi vào dịp cuối năm, và ở Sydney của chúng ta hy vọng là vào ngày 11 tháng 10 sắp tới thì toàn thể mọi người có thể tự do ra ngoài. Mình có chuẩn bị những gì để đón tiếp khách hàng trở lại quán ngồi ăn như trước đây hay không chị? À, có em, chị cảm ơn em. À, chị trước tiên á là chị chuẩn bị cái menu mới nữa thêm, rồi chị sẽ họp với gia đình là sẽ làm một cái phần special discount cho customer. Chị muốn làm một cái gì cho nó mới mẻ rồi cho nó vui vẻ giống như lúc đầu á mình mời gọi khách tới, rồi giống như là mình celebrate được cái ngày tự do trở lại. Cho nên chị cũng đang bàn, chị sẽ làm cái menu mới cho nó hấp dẫn hơn. Với lại bắt đầu tới mùa hè thì mình sẽ làm những cái món ăn nào để giống như là mình attract được khách hàng nhiều hơn. Thì cái đó là cái chuẩn bị cho chị. Nhưng mà chị cũng mong là mọi người chúng ta đã trải qua một cái thời gian lockdown rất là lâu. Thì khi mà mình đã trải qua những cái khó khăn rồi á, thì mình vượt qua được là mình sẽ mạnh mẽ hơn. Thì chị cũng mong rằng mọi người chúng ta thì sau này á, là ai cũng có một cái kinh nghiệm rất là giống như là đã đầy đủ cái kinh nghiệm, nếu mà sau này những cái khó khăn nhỏ nhỏ nữa đối với mình đó, thì nó không là vấn đề. Có nghĩa là mình cứ vui vẻ mà sống thôi, phải không? Nhìn chị thì thấy được một cái tinh thần rất là lạc quan và rất là yêu đời. Và em tin chắc là khách hàng của mình khi đến với Phở Anna chắc cũng có thể cảm nhận được những cái sự lạc quan này từ người chủ quán rất là duyên dáng này. Và hy vọng là lockdown đợt này tại Sydney sẽ không gây khó khăn gì cho mình, và mình sẽ tiếp tục vượt qua và tiếp tục khẳng định được vị trí của Phở Anna tại thủ phủ của người Việt ở Capramatta. Trước khi chúng ta chấm dứt phần phỏng vấn đặc biệt này, thì không biết là chị Anna có những gì muốn gửi đến cho khán giả của Việt Pay TV trên toàn quốc Úc Châu hay không? À, trước tiên á, thì chị xin cảm ơn khán giả của Việt Face TV đã lắng nghe Anna, thì Anna xin mời gọi khán giả có dịp có thể ghé qua thăm tiệm phở của Anna sau khi lockdown, để Anna có dịp để giống như là mình chia sẻ nói chuyện với được với những cái quý vị nào mà giống như là thương mến Anna. Rồi với lại Anna muốn chúc cho mọi người chúng ta dồi dào sức khỏe, rồi chích ngừa đầy đủ để được mình được đi thoải mái đi ra ngoài. Rồi với lại Anna có một cái này nữa, Anna cũng muốn kết nối những cái thương gia ở Capramatta gần lại với nhau, là lý do là ở đây mình có một cái problem nữa, mình thường hay bị ăn cắp giặt lắm. Tại vì tiệm của Anna ở đây là bị ăn cắp giặt nhiều lắm. Mà bây giờ nếu mà mấy cái vậy mình báo cảnh sát cũng không có làm gì được. Thì nếu mà mấy cái thương gia mình á, mình connect lại với nhau á, thì khi á, giả sử như đằng này có bị họ vô họ lấy cái thùng tiền, hoặc là đi vô trong bé trong ăn cắp giỏ hay gì á, thì ví dụ như mình biết thì mình có thể mình thông báo lên cho nhóm
những người với nhau, thì ví dụ như những người đó đề phòng, hoặc là nhiều khi anh là bị nó vô, nó nói tao mua đồ ăn của mày bị cái này cái kia, mà bây giờ tao tao không có muốn lấy đồ ăn mà tao muốn lấy cái tiền của mày, thì những cái lặt vặt nó phiền phức vậy. Mà nếu mà những người thương gia ở trong ta mình cùng với nhau, mình hợp lại với nhau, thì có thể là những cái đó mình có thể là mình đề phòng được, thì mấy 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 người ăn cắp giặt á, nó không có vô nó cái tiệm của mình nó phá được. Tại vì cái tiệm này bị thì mình nói thông báo lên, thì những cái người khác có đề phòng thì sẽ biết tụi nó, thì từ từ đó là mình sẽ đẩy lùi những cái người ăn cắp vặt. Tại vì mình bán buôn đã có không rồi, mà hơn nữa mình không chấp nhận những cái kiểu mà ăn cắp vặt cái kiểu như vậy. Chị em là rất là bực những cái vậy. Nhưng mà những biết ở đây mà cái lực pháp, rồi mình đi nói với cảnh sát, mình đi đi làm những cái tiền giả rồi này kia đó, mình nói cảnh sát cũng làm gì được. Cho nên chỉ có cái là mấy người bán buôn á, mình cùng nhau loại với nhau, thì có thể là mình sẽ giải quyết được cái vấn đề, cái khó khăn nhỏ đó. Thì Nghĩa cái là này có mình cần có một cái sự đoàn kết để mà mình đừng có tạo cho những cái thành phần xấu trong xã hội có được cái cơ hội để mà trục lợi. Và đó là cái thông điệp mà chị muốn gửi thông qua cái chương trình ngày hôm nay, phải không? chị cảm ơn Kim Hoàng. Vâng, cảm ơn chị và cầu chúc cho phở Anna của chúng ta sau khi hết phong tỏa rồi sẽ có thật là nhiều khách hàng đến viếng thăm, đặc biệt là thông qua chương trình này thì Kim Hoàng nghĩ rằng khán giả cũng sẽ tò mò muốn xem phở Anna có những cái thực đơn mới gì như là lời người chủ quán vừa mới quảng cáo. Và một lần nữa hy vọng sau phong tỏa thì chị em của chúng ta có cơ hội gặp nhau trực tiếp mặt đối mặt, hoặc cũng có thể làm một vài chương trình gì đó trên kênh Vietfay TV qua chương trình ẩm thực. Chị cũng xin mời Kim Hoàng, nếu mà mai mốt hết lockdown Kim Hoàng nhớ ghé chị nha. Vâng, cảm ơn chị một lần nữa và xin kính chào và hẹn gặp lại. Chị kính chào Lê Hoàng, kính chào mọi người. Vâng, Kim Hoàng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi phần phỏng vấn đặc biệt này, và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái cơ sở kinh doanh khác để gửi đến cho quý vị nhiều mẫu chuyện thú vị hơn nữa. Một lần nữa xin trân trọng kính chào. Thank you.